Vâng, tôi chào mừng quý chị đã đến với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo phông cổ tròn đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đã vâng, sản phẩm đầu tiên xin được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo đến từ nhà Mr. Junko. Em này thì sẽ có cho mình là cái tông màu xanh nhạt và bên trên cụm ngực áo thì sẽ có cho quý chị một thiết kế túi vuông nhỏ chất liệu cốt tông mềm mịn thoáng mát. Và mã của sản phẩm sẽ là A293, chiều dài là 70, ngang là 49 và vai sẽ là 44cm. Size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg. Thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mỗi thiết kế rất là hợp lý để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế áo với tông màu ghi, một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng cũng rất là nhiều. Bên trên ngực áo, bên trên áo này chúng ta sẽ có những cái thiết kế hình in và mã của sản phẩm này sẽ là A294, chiều dài là 75, ngang là 50 và vai sẽ là 47, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Đây là một sản phẩm của nhà Superstar. Ra xa một chút cho quý chị coi lại toàn bộ form dáng của sản phẩm, thiết kế form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế áo với cái phần cổ của mình sẽ là cổ tim này, chất liệu là chất thể thao, rất là mềm mịn, thoáng mát. Và sản phẩm này sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Mã sản phẩm sẽ là A295, chiều dài là 67, ngang là 48 và vai sẽ là 44, size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế suông chưa đơn giản, không có quá nhiều các cái họa tiết ở bên trên. Bác nào chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 thì chúng ta có thể lựa chọn em này, mặc lên cũng rất là thoải mái, dễ chịu. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một thiết kế áo của nhà Puma, một con áo tông màu cam. Với cái tông màu này thì nó cũng rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A296, chiều dài là 78, ngang là 46 và vai sẽ là 45. Size M cho các bác chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg. Và mặt đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái hình in logo và tên của thương hiệu Puma ở đằng sau. Chất vải cốt tông mềm mịn thoáng mát và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mã A296. Và mọi thông số thì nhà sành Lucy sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, mã A297, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai sẽ là 50. Sản phẩm có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Kepa. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Tông màu của mình sẽ là tông màu tím và có một cái đường ngang tông màu trắng ở đây. Bên trên nó sẽ là in các cái phần logo của nhà Kepa. Mã sản phẩm là A297. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với tông màu ghi đậm. Em này thì sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ ngang. Đây là một cái thiết kế áo cũng rất là trẻ trung để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A298, chiều dài sẽ là 75, ngang là 60 và vai sẽ là 50cm, size 2XL. Cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80kg, các bác vẫn có thể là yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này, mặc lên thoải mái, dễ chịu cho mình. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, thì đây sẽ là một thiết kế áo với tông màu ghi. Em này khá là sáng màu này, bên trên áo thì sẽ là các cái thiết kế hình in. Mã sản phẩm sẽ là A299, chiều dài sẽ là 75, ngang là 49 và vai là 45. Một thiết kế của nhà Champion, một sản phẩm áo cũng rất là trẻ trung, năng động để các bác chúng ta mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ra ngoài. Một sản phẩm thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Bác nào chúng ta yêu thích những cái sản phẩm áo thể thao thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái thiết kế này. Đây là một sản phẩm của nhà Umbro với mã sản phẩm sẽ là A300, chiều dài là 57 và ngang sẽ là 42. Sản phẩm có size XS. Các bác chúng ta từ 50 đến 55kg thì mình có thể lựa cho em này. Tông màu của mình chủ yếu nó sẽ là cái tông màu xanh, rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, thì đây sẽ là một con áo với tông màu xanh lá này. Cái tông màu nó rất là nổi bật, một thiết kế của nhà The North Face, độ mới thì cũng còn rất là cao. Mã sản phẩm là A301, chiều dài là 69, ngang là 49 và vai là 41, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg thì mình có thể lựa cho em này. Thiết kế form dáng suông, chất vải thể thao mềm mịn và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt.
Và sản phẩm tiếp theo mình là Sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo tông màu tím này, một sản phẩm của nhà Columbia với mã là A302, chiều dài là 75, ngang là 54 và vai là 46, size XL. Cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg có thể lựa cho em này. Thiết kế form dáng suông, dễ mặc, dễ dùng. Tông màu tím này sẽ là một cái tông màu cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ, mà đằng sau sẽ là thiết kế trơn, đằng trước có một hình in tên của nhà Columbia ở bên trên. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu đen. Cho bác nào yêu thích cái tông tối giản thì các bác có thể lựa cho em này. Bên trên chúng ta có một thiết kế hình in chữ này, với cái tông màu cũng rất là nổi bật, mà đằng sau sẽ là thiết kế trơn. Và mã của em này sẽ là A303, chiều dài là 75, ngang là 53 và vai là 52. Sản phẩm có size L, cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế áo đến từ nhà Uniqlo, với cái phần cổ của mình sẽ là thiết kế cổ tim. Những cái sản phẩm này mặc lên thì sẽ rất là nhã nhặn lịch sự cho quý chị. Mã A304, chiều dài là 70, ngang là 46 và vai sẽ là 46. Size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg mình có thể lựa cho em này. Đây sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản để cho các bác chúng ta dễ dàng chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo vẫn là một thiết kế của nhà Uniqlo và cái tông màu của mình sẽ là tông màu trắng. Đây cũng là một trong những cái tông màu rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng, đặc biệt ở cái phần đằng sau sẽ là thiết kế vải lỗ này. Những cái thiết kế như này thì quý chị chúng ta mặc lên rất là thông thoáng, chất vải thể thao mềm mịn. Mã sản phẩm sẽ là A305, chiều dài là 68, ngang là 54 và vai là 41. Size M cho các bác chúng ta từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Form dáng suông, rộng rãi, thoải mái. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo với tông màu vàng nhạt, và em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Rinoma, mã A306, chiều dài là 71, ngang là 48 và vai là 50. Size M cho các bác chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg mình có thể lựa cho em này. Trước ngực áo thì sẽ là một cái phần thêu tên của nhà Rinoma ở bên trên. Chất vải của mình cũng là chất vải mềm mịn thoáng mát, mặc lên thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt để các bác chúng ta yên tâm sử dụng trong mùa hè năm nay, và đằng sau sẽ là thiết kế trơn. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo cái phong cách cũng rất là thể thao, với mặt phía đằng trước thì sẽ là thiết kế tông màu đen, đằng sau thì sẽ phối màu cho mình xanh trắng và đen này. Mã sẽ là A307, chiều dài là 68, ngang là 48 và vai là 44, size M. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh 60kg thì các bác có thể lựa cho em này. Thiết kế áo của mình mặc lên sẽ rất là gọn gàng, với chất vải thể thao rất là mềm mịn, và quý chị chúng ta yên tâm là cái chất liệu của mình không lo bị vai bị nhăn bị xù. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ có cho mình những cái họa tiết ở bên trên này, lại gần một chút để quý chị chúng ta coi kỹ được các cái họa tiết chi tiết của sản phẩm. Nó sẽ là những cái thiết kế hình in với cái độ sắc nét rất là cao, nên là quý chị chúng ta yên tâm chúng ta lựa chọn. Mã của sản phẩm này sẽ là A308, chiều dài là 67, ngang sẽ là 48, size M cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh 60kg các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, với tông màu trung tính rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo với tông màu đen, một con áo rất là cơ bản và nó sẽ là dành cho quý chị chúng ta yêu thích cái phong cách tối giản thì mình có thể lựa cho em này. Mã A309, chiều dài là 68 và ngang là 50, size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg thì các bạn có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu thể thao mềm mịn thoáng mát, và cũng là một sản phẩm mà các bác không bao giờ lo là cái chất của mình nó bị bay, bị nhăn, bị sùng. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo tông màu xanh đậm. Em này sẽ có mã là A311, chiều dài là 73, ngang là 50 và vai là 46. Sản phẩm của nhà Mizuno, trước ngực áo chúng ta có một cái hình in tên và logo của nhà Mizuno ở bên trên. Với tông màu xanh tham này sẽ là cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã A311, quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ trước đơn với nhà Sành Lucy. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo tông màu đen. Em này cũng là một thiết kế của nhà Mizuno luôn, một thương hiệu của Nhật Bản, mà đằng sau chúng ta cũng có hình in tên và logo của thương hiệu. Mã A311, chiều dài là 65, ngang sẽ là 54. Em này thì sẽ dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg thì các bác có thể đưa cho em này. Cũng là một cái thiết kế rất là dễ mặc, dễ dùng cho quý chị. Mã của sản phẩm sẽ là mã A311.2. Ở quý chị chúng ta lưu ý mã sản phẩm cho mình. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế áo tông màu xanh tham. Em này thì sẽ là một thiết kế suông trơn đơn giản, với mã A312, chiều dài là 68,
này ngang là 54 và vai sẽ là 48. Sản phẩm có size lớn cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế với độ mới còn rất là cao, lại gần cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn màu sắc cũng như là cận chất của sản phẩm. Dành cho bác nào mà chúng ta muốn mặc những cái sản phẩm tối giản thôi thì các bác hoàn toàn có thể lựa chọn cái sản phẩm này với mã sản phẩm là A312. Đây cũng là một thiết kế đến từ nhà Mizuno. Chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế áo chất liệu thể thao, và đây sẽ là một sản phẩm của nhà Umbro. Bên trên áo này thì chúng ta sẽ có một cái hình in tên của thương hiệu, và bên trên tay áo thì chúng ta cũng có hình in tên cũng như là logo của nhà Umbro luôn. Mã sản phẩm sẽ là A313, chiều dài là 70, ngang là 52, size L cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Mình có thể lựa chọn này với tông màu đen thì quý chị yên tâm là phối đồ rất là dễ dàng cho mình rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo phông của nhà Nike. Trước ngực áo thì chúng ta sẽ có một cái logo của nhà Nike được in ở bên trên. Mã A314, chiều dài sẽ là 82 và ngang sẽ là 66, size 4XL. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta từ 80 đến 85 kg, các bác chúng ta bon trên thoải mái luôn. Phong dáng của mình sẽ rất là rộng rãi này, các bác chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu, và cái sản phẩm của mình cũng là cái chất liệu thể thao mềm mịn thoáng mát, rất là thích hợp để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A314. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với tông màu đen. Đây là một sản phẩm của nhà ASICS, bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã A315, chiều dài là 68, ngang là 47 và vai là 43 cm. Sản phẩm có size M cho quý chị chúng ta xung quanh 60 kg, các bác có thể là lựa cho em này. Mà đằng sau chúng ta có thiết kế hình in và cái chất lượng của hình in còn rất là đảm bảo, nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn sản phẩm này. Tông màu đen rất là dễ mặc dễ dùng, mã A315. Và sản phẩm tiếp theo mà nhà Sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo của nhà Uniqlo. Với tông màu chủ đạo của mình sẽ là tông màu ghi, bên trên vai áo mình có những cái đường kẻ tông màu xanh than. Mã sản phẩm này là A316, chiều dài là 66 và ngang là 48, size M cho quý chị chúng ta xung quanh từ 60 đến 65 kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu của này sẽ là chất liệu mềm mịn này, mặc lên thoải mái dễ chịu, và nó sẽ là thông khí rất là tốt để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A316 với độ mới cũng còn rất là cao. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo chất liệu thể thao. Tông màu chủ đạo là tông màu đen và mặt trước áo sẽ có cho mình hình in, có những cái thiết kế hình rất là đẹp, người ta thiết kế rất là hay cho quý chị này. Và cái độ mới của cái phần hình in này rất là đảm bảo để quý chị chúng ta lựa chọn. Và đây sẽ là một cái logo của nhà Mizuno. Mã của sản phẩm này sẽ là A316. À, xin lỗi quý anh chị, mã A317, với chiều dài là 67, ngang là 48 và vai sẽ là 45. Sản phẩm có size M cho các bác xung quanh 60 kg, có thể lựa cho em này. Một thiết kế cũng tương đối là basic đơn giản để quý chị chúng ta có thể sử dụng mình mặc hàng ngày trong mùa hè năm nay. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một cái sản phẩm trông rất là thể thao. Ở bác nào chúng ta yêu thích bộ môn bóng đá thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Mã A318, chiều dài là 75, ngang là 46 và vai là 42. Sản phẩm sẽ dành cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh từ 60 đến 65 kg, mình có thể lựa chọn em này. Cho quý chị chúng ta coi lại một chút tổng bộ form là cũng như là các cái họa tiết chi tiết mặt trước cũng như mặt sau của sản phẩm. Mã quần này sẽ là A318. Và tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo dành cho bác nào yêu thích những cái tông màu rực rỡ một chút. Quý chị có thể lựa chọn một sản phẩm của nhà Converse với tông áo là tông màu đỏ. Mã A319, chiều dài là 64, ngang là 48 và vai là 44. Sản phẩm có size M cho quý chị chúng ta xung quanh 60 kg, mình có thể lựa cho em này. Mà đằng trước có thiết kế hình in, mà đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn này. Với sản phẩm này thì cũng là một thiết kế chất liệu thể thao, mặc lên rất là thoáng mát dễ chịu cho quý chị. Mã A319. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo với tông màu xanh than. Em này cũng là một thiết kế của nhà ASICS này, bên trên này là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã A320, chiều dài là 64, ngang là 46 và vai là 42. Size S cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 55 đến 60 kg, mình có thể lựa cho em này. Form dáng của em này mặc lên cũng rất là gọn gàng, với tông màu xanh than và bên trên áo chúng ta có cái thiết kế hình in, lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn được các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm. Mà đằng sau sẽ là thiết kế trơn, và mã quần này sẽ là A320.
chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo đến từ nhà Uniqlo. Em này thì sẽ là một cái sản phẩm suông trơn đơn giản, bên trên không có họa tiết gì cả. Mã sẽ là A321, chiều dài là 70, ngang là 49 và vai là 44, size M. Cho các bác chúng ta có cân nặng xung quanh 60kg thì mình có thể lựa cho em này. Cái sản phẩm của mình sẽ là thiết kế vải lỗ này, để quý anh chị chúng ta mặc lên, cái độ thông thoáng của nó rất là ok. Với sản phẩm này quý chị mặc hàng ngày cũng như là mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi chơi các bộ môn thể dục thể thao cũng rất là ok. Mã A321, một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo với tông màu ghi. Bác nào mà yêu thích cái tông màu nó tươi sáng một chút, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Ở đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Calvin Klein, và mã của sản phẩm sẽ là A322, chiều dài là 61, ngang là 53 và vai là 44, size S. Cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh 60kg thì mình có thể lựa cho em này. Với sản phẩm này, chất liệu của mình sẽ là chất vải cốt tông, rất là dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh, và độ thấm hút mồ hôi của em này cũng còn rất là tốt, đặc biệt độ mới lại còn rất là cao, nên là bác nào chúng ta yêu thích và vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành nó xin mã A322. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay, và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.